rất là nhiều người chúng ta trồng lan nhưng mà không biết tưới lan đâu. Ai cũng nghĩ là tưới như này đúng không, tưới này suốt ngày là lan nó tốt, nhưng không phải là tưới lan nước nhiều là lan nó tốt, mà chúng ta phải biết nhìn nhận để chúng ta nên tưới cái nào nhiều cái nào ít. Như những cái chậu lan như thế này, đây là những cái trồng đến những cục gỗ thì lan rất là nhanh khô, mà chúng ta tưới một ngày 2 lần thì nó lại không đủ nước. Thì bây giờ chúng ta phải tưới ngày nhiều lần. Nếu như là cục gỗ này thì chúng ta phải phân loại ra là chúng ta tưới nhiều. Rồi những cái chậu thế này nó sẽ chậm là lâu khô hơn nên ta tưới ít. Và đặc biệt có những cái chậu lan như thế này nữa thì nó cực kỳ lâu khô. Chúng ta phải tưới đấy thì 3, 4 ngày, 5, 7 ngày chúng ta mới tưới một lần. Nên là khi tưới lan như thế nào không phải tưới bao nhiêu lần mà tưới nhìn theo cảm quang. Những chậu lan nào nhanh khô thì chúng ta tưới nhiều, mà chậu lan nào lâu khô thì chúng ta tưới ít. Và cách tưới như nào là đúng, đó là khi chúng ta tưới lan á, là chúng ta nên để chế độ là phun sương. Chúng ta tưới để cho nước nó ở trên á, nó dồi xuống giống như là mưa á, chứ đừng có dí vào trong chậu lan như này. Dí vào chậu lan như này á, là nó sẽ làm tôi hết giá thể và lan của chúng ta lung lay. Nên cách tưới tốt nhất đó là chúng ta tưới nước mở tia nhẹ, chúng ta tưới nước ở trên cao cho nó chạy xuống, đó là cách tưới hiệu quả nhất nhé. Tưới lan đó là tưới từ trên cao như này cho nước bắt đầu nó ngấm vào trong chậu. Chúng ta tưới qua rồi chúng ta tưới lại, chứ đừng có tưới một lần, bởi tưới một lần không thể nào mà nước nó ngấm đều được đâu. Chúng ta tưới qua để cho nước nó ngấm xuống, rồi chúng ta tưới lại để cho nước nó ngấm đều chậu. Khi nào thấy chậu lan nó khô, chúng ta rờ dưới đáy chậu lan mà thấy nó khô á thì chúng ta mới tưới lại, còn dưới đáy chậu mà còn ướt thì chúng ta không cần phải tưới. Nên là cách tưới lan tốt nhất đó là hãy nhìn vào trong chậu lan từng loại giá thể để có cách tưới cho tốt nhất nhá. Anh chị vào theo dõi livestream video của em thấy hữu ích thì không quên cho đăng ký kênh và theo dõi nhá.